Rồi xin chào tất cả các bạn nha. Sáng hôm nay mình cũng như mọi ngày tiếp tục đi thăm lưới bẫy rắn nha mấy bạn. Nãy giờ mình lội cũng 5-6 tay nó cũng không dính mấy bạn. Cỡ này quê mình xả lúa gì hết nè mấy bạn. Nên dặn cũng khó quá bạn ơi, nó muốn hết mùa nha bạn. Cái này mình đi thu gom những con rắn còn sót lại cuối vụ nha mấy bạn. Nên cũng hên xui lắm mấy bạn ơi. Có bữa mình đi xe không đó. Thì ở đầu khu vực đây mình có mấy cái nha tay nè mấy bạn. Đây. Trong đây có con tai này lúc trước nó cũng dính con lãi nha các bạn. Đây. Đó. Các bạn thấy nhìn rõ không? Tai lưới mình giăng rồi nhìn nó cũng chá chá với màu cỏ mấy bạn thấy không? Tai lưới giăng đây 4 tấc nha các bạn. Rồi bên đây mình có con tai luôn mấy bạn ơi. Bên đây cũng đồng lúa luôn nha mấy bạn. Ồ, tai đây có hàng mấy bạn ơi, có hàng. Con lãi này to nha các bạn. Đây. Mấy bạn thấy không? Rắn này chắc có trứng non mấy bạn ơi, rắn này nghi có trứng nè. Khúc này. Đã không mấy bạn? Tai lưới mình cũng tự trên đó xuống nha các bạn, tự đại đó xuống tới đây nè. Tai lưới này nó cũng nằm có 5-6 tấc các bạn ơi, tai này 5 tấc. Bạn nhìn thấy đó không? Cỡ này muốn hết mùa mấy bạn ơi. Mình đi mình mót bữa 4-5 con, 3-4 con là cũng vui đó nghe mấy bạn. Chứ nó không có như đầu mùa được. Để năm nay mình làm vậy rồi qua năm để mình kiếm cái đồng nào mới hơn nữa mấy bạn, mình đánh thử rồi nó trúng không. Chứ mấy tiếng này đó, mình nói là ngay mình làm đây cũng mấy năm rồi mấy bạn ơi. Mình đánh giúp nó giảm gắn lắm rồi. Tại vì mình có địa điểm này mình làm hoài, năm nào mình cũng có đánh tiếng này hoài đó mấy bạn. Mấy tiếng này hoài đó nên là nó cũng dính yếu. Để mình kiếm cái luồng nào mới hơn nữa mình qua năm á. Chứ cỡ này cũng muốn hết vụ rồi. Mình đánh giờ uổng lưới lắm. Tại vì mình đánh rồi mình không cuốn về được. Còn cuốn về rồi thì để qua năm mình giăng nhiều khi nó hư lưới hết. Nên mình đánh gầu vụ là bỏ lưới luôn mấy bạn ơi. Năm nay gần hết vụ, nếu mình đánh vậy mình bỏ lưới sớm quá thấy nó uổng. Mình giăng đầu vụ cỡ theo như nhầm dùng có mưa sớm chứ mà cả như nước chim sớm năm nhằm năm nước mùng 5 tháng 5 là nước đổ, nước đỏ đó bạn, nước thượng nguồn nó đổ về mình á là mình giăng rồi. Năm ngoái mình giăng nhiều cỡ mùng 5 năm mình giăng rồi, có năm nay giăng ít nè. Năm nay mình bận đánh mấy con cà cuốc đó rồi nên tới đầu tháng 7 tháng 8 mình mới giăng. Chứ còn giăng sớm là theo như là cỡ mùng 5 tháng 5 mình đó là giăng được rồi đó mấy bạn. Thôi mấy bạn cũng cho mình xin tạm ngưng đây nghe mấy bạn, mình xử lý gắn rồi mình đi tới tay tiếp theo, nếu có dính mình test lại mấy bạn xem. Nãy giờ buồn quá mấy bạn ơi, thăm không dính mà cái nhi mắc hết nguyên nguồn lưới luôn mấy bạn ơi, cuốn không còn tay nữa, còn được tay một chứ, luồn cả chục tay mà cuốn không còn gì chứ, chừa lại được tay, tay đã chắc sót lại mấy bạn ơi. Bữa nay đi trúng cái ngày gì mấy bạn ơi, nè, nãy giờ mấy bạn cũng đã thấy đó, ngày thuốc mình hút, cái túi đem theo, chai nước uống, với được con gắn lãi nãy giờ nè, đó, con duy nhất này nha các bạn, nguồn lưới đó thì mắc tiêu hết rồi. Giờ mình đi lại luồng này được 5-6 tay nữa không biết sao đây. Tình hình bữa nay cô bộ hơi căng nghe mấy bạn, có biến à, không im rồi đó. Bàn tay không dính nữa nè mấy bạn ơi. Đây mình ăn đây là đây mà đó, đưa cái bên gì mấy bạn thấy trời nắng hay chói nha mấy bạn. Còn đây là đồng quê mình bạn, còn khu bên đó người ta trồng hành nha mấy bạn, ở đó thì bờ chuối, còn đây trồng hành quá trời. Về cái này đồng nghiệp mình chơi bậy mấy bạn ơi, máy ảnh tặc lợp mình nhìn thấy chứ hổm dài đó. Ảnh thấy lưới của mình đó, rồi bữa nay tay lưới lại giăng cái tay 3 phân gữ mà nó quậy một vùng nữa mấy bạn. Nghĩ gắn cỡ lớn, thông thường gắn 3 gữ là dính từ 600g trở lên không đó, không hành đó, lại quậy một vùng đó, mắc tiêu tay lưới rồi, bắt đầu cuốn nguyên dọc đó luôn, nguyên dọc đó cả chục tay chắc dính từng con hai con à, chứ cũng không dính nhiều mấy bạn ơi. Tại mình thấy có 2 chỗ quậy hà, còn mấy chỗ kia mình lại thì thấy nó cũng bình thường à, 2 chỗ quậy đây thì có dính đó, rồi cuốn nguyên dàn lưới luôn, còn sót lại được con tay mà thôi. Mà người ta ăn còn mình ăn hết mấy bạn ơi. Gần đây mình có tay luôn mấy bạn, mình đang tép thẳng lại luôn mấy bạn ơi. Đây 2 tay nữa nha mấy bạn, dưới đây 1 tay rồi, không dính luôn mấy bạn ơi, chất quớt nữa rồi. Tay bên đây có mấy bạn ơi, đây tay này dính nữa hầm nha mấy bạn. Cái thế này năm ngoái là chỗ này cũng ngay chăng chỗ này luôn nha mấy bạn, dưới góc xài bóng mát này nè mấy bạn. Năm ngoái tài lưới này không bắt 4-5 con hành mấy bạn, như 3-4 gắn lãi vậy năm ngoái á. Tài này nè, mà năm ngoái mình bắt có chỉ có con một là được 700g ở đây thôi, còn cỡ này nhiều nè mấy bạn, cỡ nửa ký 600g đồ 400g nhiều.
mà mình còn biết đây còn con rắn già đó mà không biết nó nằm ở đâu các bạn. Chứ thông thường có rắn nhỏ này là con rắn bự đó, mà nó nằm khu nào mà mình đặt bẫy mấy đợt mà mình gà không đụng đó. Chứ có rắn lứa này cỡ này thì nó phải có con gà con rắn để đẻ mấy này ra chứ. Đây các bạn thấy đã không? Đó mà dính rồi cái lại mình nhìn thấy mê nha các bạn. Con này tắc cừ nửa ký 600 gram được nha mấy bạn. Con này mới dính tốt màu còn đẹp ghê không mấy bạn? Đã không? Đó, nó quạnh các bạn thấy một quần không? Cái này lưới ban gử ba phân này nha các bạn. Còn cái lưới hồi nãy của mình đằng đó là tại vì cái trong cái bờ bự lắm, cái bờ chuối bự lắm, mình đón trong đó là có rắn già đạn, mình đẩy tay ba phân gử mấy tay đó mà nó cuốn chân. Chỉ sót lại có một tay lưới một thôi đó. Rồi mình nghi đó là mấy ông đặt bẫy các bạn ơi, mấy ông cuốn bẫy ông luôn rồi. Bẫy ông bữa hổm mình đi mình cũng gặp còn mà bữa nay mấy ông cuốn rồi. Mình lại mình coi thử cuốn rồi là mình biết rồi. Cuốn rồi là mấy ảnh đi mấy ảnh cuốn rồi mấy anh cuốn của mình luôn á. Chắc gặp dính rắn nó bự quá cuốn của mà cuốn tài lưới đó của mình nếu gỡ mình nhìn mình cũng biết nữa. Nếu mà mấy ảnh phá của mình thì mình phá lại của ảnh sao ảnh sợ, tại vì lưới mình tay mấy bạn suy nghĩ đi, mình làm có 2-3 ngàn mình đấu bữa. Còn mấy ảnh thì cái lọt mấy chục ngàn mà ảnh mà dám đụng của mình thì mình đụng của ảnh liền, nên ảnh rút ảnh thấy gì ảnh rút đi luôn, ảnh đâu dám để đó. Thôi bẫy tặc này quá lộng hành nha các bạn, cỡ này ít dính mà gặp bẫy tặc nữa. Rồi mấy bạn cũng cho mình xin tạm ngưng đây, mình xử lý rắn này rồi mình đi tới tay tiếp theo, nếu có dính mình test lại cho mấy bạn xem ha. Nãy giờ dính quá yếu mấy bạn ơi, thành quả nãy giờ con này mới thứ hai đó mấy bạn ơi. Rồi nãy giờ mình lội khúc cũng không dính các bạn ơi. Đây thành quả nãy giờ được có hai chú à. Chứ mấy bạn thấy đây có con hổ ngựa không? Con hổ ngựa này cũng không bự nha các bạn. Con ngựa này mấy bạn biết làm sao mà bắt được nó không? Đây nè. Đấy, nó lại. Ừ, con ngựa này nè. Không bự không bự mấy bạn ơi. Con ngựa đó cỡ khoảng 400 g hơn 400 g mà. Do mình đi nãy mấy bạn. Cái nó đang bò phơi nắng nó sơ ý nó không gặp mình gì các bạn. Mình nhà mình chụm sao dính cũng bạn cũng hên thiệt chứ. Mà bắt mấy cái pha vậy mới sướng heo bạn. Giờ mình giăng lưới mà không dính mà bắt được gì thấy sướng nha các bạn. Đây đó thành quả nãy giờ được có hai chú với chụp được chú là ba chú đó mấy bạn ơi. Mấy bạn nhớ cây gấp bịch đằng thiền thoại nào, trong đó mình có tay lưới nha các bạn. Tay lưới này cũng bắt rất là nhiều rắn rồi đó. Để ngồi nghỉ hơi ha, vô đó mấy bạn ơi. Đây mấy bạn thấy cảnh đồng quê của mình giờ người ta xả lúa lên cao gì không mấy bạn, lên cao đó. Còn bên đây thì người ta nuôi cá nha mấy bạn. Rồi mình cũng mời mấy bạn uống với mình miếng nước suối nha, tại đi nãy giờ cũng khát quá mấy bạn ơi. Tháo ra uống nước rồi đi tới thăm tiếp tục mấy bạn ơi. Đặt đại đây uống với con nước luôn ha. Hồi độ con nhăn lưới dính một chút nha, đừng có bẫy tặc nhiều. Chứ nãy đi luồng kia thì bẫy tặc làm tiêu trơn đó. Rồi mời mấy bạn uống miếng nước suối với mình nha. Rồi thôi mình đi tới tay tiếp theo mấy bạn ơi. Giờ này nó cũng chưa rồi mấy bạn ơi, tranh thủ được mình về mấy bạn ơi. Đội sớm giờ không mệt rồi. Đây, đằng đây có con tay nha mấy bạn. Có hàng mấy bạn ơi, có hàng. Nhìn từ xa thấy rồi. Hai con luôn mấy bạn ơi. Hổm gài lâu quá rồi, không có dính cặp cắn lãi. Bữa nay dính lại được cặp cắn lãi nha mấy bạn. Đây đó một con, đây con nữa nha các bạn, một cặp luôn mấy bạn ơi, đã quá. Đi tới còn mấy tay nữa dính cặp cái đã gì đâu mấy bạn. Đó một em đó nghe mấy bạn, trên đây em nữa là hai em nghe các bạn. Đó tài lưới này bữa nay mình trời nhỏ táp mình các bạn, dính cái đầu xa ra nhỏ táp mình, con cái con đực nha các bạn. Con trên này con cái, con trên này nhỏ hơn con dưới, con dưới bự á, con dưới chắc được cỡ khoảng 400 g, còn con trên này chắc cỡ 300 g mấy bạn ơi. Đó bạn thấy nằm quấn góc măng cầu không? Đó nằm dưới đó con nữa đó. Hàng gắn này cũng mới dính, dịp còn đẹp mấy bạn ơi. Thông thường gắn đực nó dính sau gắn cái nha các bạn. Con gắn cái thông thường nó sẽ đi lại nó dính, rồi con gắn đực nó đi theo gắn cái nó thử cái mùi đó mấy bạn. Rồi đi theo gắn cái nó dính vô theo. Vậy mà con gắn đực nó quậy chấp da cho mấy bạn thấy không? Còn gắn cái còn đẹp nè. Gắn cái chứ lực nó không mạnh bằng gắn đực nha mấy bạn. Mấy gắn đực nó mạnh hơn. Tay này chắc mình cuốn lên xong rồi mình xử lý nó là mình giăng tay mới luôn, chứ tay này mình bắt nhiều con rồi mà mình cắt riết cái mặt nó cũng banh chảnh cho mấy bạn ơi. Để chứ sao nó đi nữa cái nó chui ngang ạ. Nó chui ngang tiếc lắm, tại cỡ này muốn hết mùa rồi, một con đi ngang là lâu lắm nó mới có khả năng nó quay lại đường đó nữa. Cho nên là con nào mình bắt cho chắc con đó cho xiền đi. Chứ còn để nó đi rồi cái mình muốn bắt nó lại cũng hơi bị khó nha các bạn.
mùa kia thì dễ, chứ còn mùa này nó muốn cạn mùa nó đi từ lưa cho ngày mai mốt né lưới được, còn mùa nước chỉ cho mấy bạn thấy chứ khó né lắm. Nó đi rồi thì nó phải đi lại đường đó, còn không mấy nó lội mương sao. Có con nó vẫn lội mương nha, gắn lãi nè các bạn, lãi hổ ngựa rồi là nước nó vẫn lội phà phà đó. Đó mấy bạn nhìn thấy đã chưa, lâu lâu dính được cặp đã quá các bạn ơi. Đi lại mà đang mệt mà trời chưa nắng mà lại gặp cặp cái nó nằm cái thấy sướng gì đâu nha các bạn. Hai con này chắc thủ được cỡ 600-700 gram nha các bạn, thủ 7 chấm được, 7 chấm 650 7 chấm. Rồi thì mấy bạn cũng cho mình xin tạm ngưng máy ở đây nha, mình xử lý nó rồi mình đi tới tay tiếp theo. Có dính mình test lại mấy bạn xem mà chắc cũng không còn được nhiêu nữa mấy bạn ơi, còn có mấy tay nữa. Rồi cho mình xin tạm ngưng nha. Rồi mình lội nãy giờ nó cũng hết lưới mấy bạn, không dính nữa mấy bạn ơi. Thì thành quả bữa nay được có 5 con nha mấy bạn. Đây 5 con nhưng mà trong đây có một con là mình hổ ngựa cỡ 400 gram nửa ký đó là mình chụp dính nha các bạn, chứ không phải là dính lưới. Còn được 3 con gắn lãi với một em hổ hành nha mấy bạn. Đó, thành quả được con nhiêu đây. Nói chung giờ cuối mùa mấy bạn ơi, đi ba lưới này là ba lưới tàn, nó cũng vậy là cũng quý rồi nghe mấy bạn. Thì cái này cây 5 con này chắc cũng cỡ 2 ký mấy bạn, 2 ký hơn 2 ký. Cỡ 2 ký. Đó thì được có nhiêu đó mấy bạn ơi, hai cỡ 2 ký à. Có 1 con trong đó, có 1 con mình bắt nha các bạn. Dính lưới được có 4 con mấy bạn ơi. Thành quả bữa nay đó, sau một chuyến đi thập bảy nghe mấy bạn, vất vả lắm. Mấy bạn thấy trời nè, ông nắng giờ này muốn đổ lửa mình chui vô gốc cây ngầu cho mát đó nha các bạn. Nè con hổ ngựa này nè mấy bạn, hồi nãy là mình chụp dính đó nha mấy bạn, chứ không phải là dính lưới. Mình đi dài dài mình gặp nó đang bò bò chậm chậm, không biết nó bắt mùi theo lần chuột nó hay gì mình không biết. Nó bò chậm chậm mình nhào mình chụp nó sao dính luôn mấy bạn. Cũng hên. Mấy pha gì đã lắm nha các bạn. Đây được con hổ hành, có con hổ hành này được chắc cả nửa ký, còn mấy ngắn lãi thì 300-400-300 gram. Có trứng đó chắc 250-300 gram à. Còn mấy ngắn kia thì mấy này thì được 300-400 nha bạn. Rồi thành quả bữa nay được sau chuyến đi thăm được có nhiêu đó mấy bạn ơi. Thì mình cũng máy bay mấy bạn luôn ha. Mấy bạn xem nhớ ủng hộ kênh anh em mình bằng cách đăng ký hoặc cho một like một chia sẻ nha mấy bạn, để anh em mình có động lực làm những video tiếp theo. Thôi bye bye, hẹn gặp mấy bạn ở clip sau.